Em xin chào tất cả mọi người nha. Bữa nay là ngày 1 tây tháng 9 năm 2024, ngày đầu tiên của tháng mới rồi. Thì em chúc cho anh chị em cô chú và gia đình của mình luôn thật là nhiều sức khỏe nha. Bước sang tháng mới công việc của mình thuận lợi nè, may mắn bình an trong cuộc sống nhé. Trong video ngày hôm nay thì em giới thiệu với lại cả nhà một cái mô hình hồ của mình tầm cỡ khoảng 600 lít hồ chánh nha. Và cái chủ đề mình muốn gợi ý đến tất cả mọi người đó là hồ một ngăn lọc nha. Cũng có rất là nhiều anh chị mình thấy là trong cái thời gian vừa qua, mọi người khi mà xây hồ á, chia ngay chỗ phần lọc thì anh chị chia 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Nhưng mà cái ngăn của mình nó quá nhỏ đi. Thì cái đề tài này Nhân cũng đã làm rất là nhiều cái video rồi. Nhưng mà trong video ngày hôm nay để cho nó chi tiết hơn thì em mời mọi người cùng với lại em sẽ về Hà Nội nha. Mình ghé nhà của em Xuân để mình tham quan cái mô hình hồ giống như mọi người thấy nè. Mà đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ này của mình hoạt động được hơn 2 năm rồi. Nước trong cá khỏe dạ người thì chứng tỏ một điều rằng cái cách mà hiện tại bây giờ Xuân đang làm á, nó mang lại cái hiệu quả khá là cao nha. Thì hồ này Xuân làm chỉ có một ngăn lọc thôi. Ban đầu khi mà thiết kế hồ này đó là Xuân dự định sẽ chia là 2 ngăn. Nhưng mà sau khi anh em trao đổi với nhau á thì Xuân cũng thấy được rằng ngay chỗ cái phần mà chia ngăn nó nhiều quá, cái ngăn lọc của mình nó nhỏ, nó không đủ cái không gian diện tích để mình để vật liệu lọc nè. Rồi nước khi mà nó qua đó, nó không đủ cái thời gian không gian nó lắng lại thì nó cũng sẽ lọc nước không tốt. Xuân quyết định là làm một ngăn lọc nha cả nhà, kèm theo đó là một cái dàn ba ki. Vậy thì cái cách mà Xuân làm như thế nào, mình vận hành như thế nào để giúp cho nước trong hồ của mình trong giống như thời điểm hiện tại bây giờ mọi người thấy cá khỏe dạng người. Bây giờ ở đây thì mình chia sẻ một vài cái thông số hồ của em Xuân để cho anh chị nào ở nhà, ví dụ như mình có không gian diện tích nó nhỏ, mình làm cái hồ tầm cỡ khoảng một khối thì mọi người có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ nè, cái thông số cũng như là cái quy trình mà hiện tại bây giờ em Xuân đang vận hành hệ thống lọc cho hồ của mình nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Bây giờ em chia sẻ thông số hồ của em Xuân cho mọi người tham khảo nha, để anh chị xem coi là có thể nào ở nhà mình thiết kế một cái mẫu tương tự giống như của Xuân hay không nhé. Hồ chánh này của mình ở đây chiều dài là 1m6, chiều ngang của mình là 60 và mực nước trong hồ Xuân đang để cũng là 60. Như vậy là mình tính ra hồ chánh của Xuân tầm cỡ khoảng gần 600 nha. Trong hồ thì Xuân đang làm 2 hút đáy 49, một hút mặt của mình là 49, 3 đường ống mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh qua hệ thống lọc của mình để mà xử lý. Thì anh chị nào ở nhà đang dự định làm hồ chánh nha, dao động tầm cỡ khoảng 500 đến một khối. Tối thiểu nhất là 2 hút đáy 49, một hút mặt 49 nha. Tại vì bơm chắc chắn rồi, mọi người phải xài dao động tầm cỡ khoảng 6.000 cho đến 10.000. Thì nó mới hoạt động hiệu quả được. Còn đối với lại cái hồ này mà anh chị xài cái bơm 4.000 hoặc là 5.000 thì nó chỉ đạt ở cái mức trung bình thôi. Tại vì cá trong hồ ở đây á, là Xuân nuôi nó hơi dày nha. Mọi người thấy là size trung bình của mình là ngoài 30 hết rồi. Nếu như mà hệ thống lọc của mình xử lý không được tốt á, thì không thể nào cá trong hồ của mình nó bơi tung tăng, nó khỏe mạnh, nó dạng người giống như trong video hồ của em Xuân được nha. Cũng có rất là nhiều anh chị đặt câu hỏi cho mình á, là Nhân ơi, vì sao anh thấy hồ của người ta nuôi cá thì cá nó bơi tung tăng, nó dạng người ăn trên tay, còn cá của anh thì nó chỉ nằm đáy rút gốc thôi, thậm chí là mình lại mình cho ăn nó cũng không lên ăn. Nó nằm chỉ ở một cái yếu tố chánh thôi, là ngay chỗ cái phần nước. Cái hệ thống lọc của anh chị em của chú mình xử lý nó hơi yếu nha. Thì mọi người nói chung là nuôi cá coi này á, nó cũng cực kỳ dễ dàng, nó không có khó gì đâu. Anh chị chỉ cần làm cái hệ thống lọc của mình nó tốt tí xíu là mình đã có được một cái không gian thoải mái để cho con cá của mình á, khi mà nó vào trong cái môi trường, tạo cho nó một cái điều kiện tốt nhất thì nó sẽ nhanh chóng hòa nhập nha. Và ngược lại, nếu như hệ thống lọc của anh chị em của chú mình xử lý nước không được tốt á, thì cá của mình nó nhìn nó cực kỳ yếu nha. Mình nói ví dụ như một số anh chị cái lọc của mình làm cực kỳ đơn giản luôn. Mọi người chú ý vào ngay chỗ cái phần là vi sinh nè, khoáng nè, vitamin, những cái loại mà nó làm cho nước trong á, thì anh chị mình khi sử dụng nó là mọi người phải hiểu như thế này, những cái đó cho vào nó làm nước trong ở thời điểm tạm thời thôi, để cho nó bền, nó lâu dài thì đòi hỏi là cái lọc của mình nữa, chứ không phải lúc nào mình cũng đổ mấy cái đó vào thì tự nhiên cá của mình khỏe mạnh là không đúng nha. Có nhiều anh chị nước thì thấy trong nhưng mà cá của mình thì nó không có được lanh lẹ giống như cá của mọi người, là do mình lạm dụng vào nhiều vi sinh nè, những cái loại nó kích nước trong thời điểm tạm thời nha. Còn anh chị mình mà làm cái lọc nó tốt á, nuôi cá nó nhàn lắm. Ở đây thì trong hồ của em Xuân nè, đến thời điểm hiện tại bây giờ 2 năm rồi, cũng ít khi nào sử dụng vi sinh đó mọi người. Khi mà cái lọc của mình tốt rồi thì anh chị mình muốn xài vi sinh thì xài, còn mình không xài cũng được, không sao hết. Tại vì vốn dĩ cái nước nó đã xử lý tốt rồi thì cũng không có cần thiết đâu. Bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc hồ của em Xuân vận hành như thế nào thì mình sẽ mô tả chi tiết luôn để cho anh chị em cô chú mình hình dung cho nó dễ. Để ở nhà ví dụ như mình có cái không gian diện tích nó không có được thoải mái, để mình chia 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn thì mình có thể là áp
áp dụng cái cách làm của em Xuân nha. Bây giờ mình sẽ mô tả cái phần lọc của em Xuân cho mọi người dễ hiểu nha. Chỉ có một ngăn thôi nha cả nhà. Đó, cái phần lọc của mình là bên trái nha. Hút đáy, hút mặt, hút lửng sẽ nối vào trong ngay chỗ ngăn đó. Ở đây thì Xuân xài lứ lan, chổi với lại Z-Max. Anh em sắp cho nó dày. Cuối cùng của mình sẽ là để bơm. Bơm thì Xuân xài cái bơm là 10.000. Mình sẽ dẫn nước qua bên ngay chỗ dàn ba ki của mình nha. Lên dàn ba ki lọc nước, sau đó từ ngay chỗ dàn ba ki này nước của mình trả về hồ, mình vừa làm luồng cũng như là tạo oxy cho hồ của mình luôn. Thì đó là cái cách mà hiện tại bây giờ em Xuân đang làm lọc nha, cực kỳ đơn giản luôn cả nhà. Có nghĩa là thay vì cái chiều ngang của mình đó là 60, anh chị chia 2 ngăn thì mỗi một ngăn chỉ còn là 30 thôi, hoặc là 3 ngăn thì mỗi ngăn nó chỉ còn 20 thôi. Nó quá nhỏ, nó không đủ cái không gian thời gian để khi mà nước qua đó nó xử lý. Nó dẫn đến tình trạng là những cái cặn nè, những cái mà dơ á nó sẽ lại ngay chỗ phần bơm. Thì thay vì mình chia 2 ngăn, 3 ngăn thì mọi người làm 1 ngăn thôi. Sau đó là vật liệu lọc á, giống như chổi nè, lứ lan, xi mát, anh chị em cô chú mình sắp cho nó thật là dày giống như của Xuân. Cuối cùng thì mình sẽ để bơm nha. Bơm thì cố gắng xài cái bơm lớn tí xíu. Ở đây thì hồ chánh của mình tầm cỡ khoảng 600 và Xuân xài cái bơm 10.000, cực kỳ hợp lý nha cả nhà. Nó sẽ nhanh chóng lấy nước sạch, sau đó là bơm lên ngay chỗ dàn ba ki. Dàn ba ki thì anh chị mình có thể là xài Z-Max nè, nham thạch, sứ viên, sứ thanh, sắp cho nó dày vô. Sau đó nước của mình nó sẽ tạo cái dàn mưa, nó vừa lọc nước vừa thải độc tố, sau đó nước trả về hồ, mình vừa làm luồng cũng như là tạo cái dàn thác của cái dàn ba ki để cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn. Thì đây là cái quá trình hơn 2 năm mà em Ma Xuân vận hành hệ thống lọc nha cả nhà. Nước trong cá khỏe dạng người thì chứng tỏ một điều rằng không phải là lúc nào mình làm 2 ngăn, 3 ngăn thì lọc nó cũng tốt đâu. Đồng ý là lọc sẽ tốt, nhưng mà dưới một cái điều kiện, cái không gian diện tích của mình phải có để nó đáp ứng được cái thời gian nước của mình nó lắng lại. Còn khi mà anh chị mình làm hồ mà cảm thấy cái không gian của mình, cái chiều ngang nó có 60 giống như của em Xuân nè, thì cứ một ngăn cộng với là một dàn ba ki. Một ngăn nó đã là ngăn lắng rồi, nó tách biệt cái phân ra bên ngoài cho mọi người rồi. Đó, thì cố gắng mình lấy cái nước sạch ngay chỗ đó, mình bơm lên cái dàn ba ki, hoặc là mình bơm lên những cái thùng, những cái chum gì đó, là lọc nước nó ok thôi. Anh chị mình có thể là nuôi cá nhật giống như trong hồ của em Xuân nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với là em Xuân đã giới thiệu với là mọi người một cái mô hình hồ cá coi với tổng thể tích nước hồ chánh và lọc gần một khối nha cả nhà. Hệ thống lọc của mình chỉ có một ngăn thôi, cộng với là một dàn ba ki, xử lý nước rất là tốt. Hồ hoạt động hơn 2 năm, nước trong cá khỏe dạng người. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ hồ của em Xuân lên, thứ nhất là giao lưu với là mọi người, thứ hai là muốn truyền tải cái thông điệp đến tất cả mọi người, đó là lọc của mình nếu như có không gian rộng thì 2 ngăn, 3 ngăn, còn không thì 1 ngăn giống như của Xuân, mình vẫn xử lý nước tốt, mình vẫn nuôi cá coi nhật bình thường nha. Thì mong rằng video này của mình với là Xuân sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị mình ở nhà muốn làm lọc nhưng mà không gian mình không có, thì có thể là tham khảo khắc phục nhé. Mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha mọi người. Cũng đại diện cho bên kênh á Xuân, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho em bước sang tuổi mới luôn thành công trong công việc cũng như là cuộc sống nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Xuân chia sẻ là hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too.